Nhưng mà cái điều hôm nay rất là quan trọng. Yeah, không ai biết hết đúng không? Hôm nay là ngày kỷ niệm. Ngày kỷ niệm lễ cưới của anh hả? Anh nào mới nói vậy? Anh ơi, lễ cưới thì về nhà hai anh chị kỷ niệm riêng, nó dễ thương hơn đúng không? Hôm nay là ngày kỷ niệm 3 năm của ban nhạc Hết Lời. Mời quý vị một tràng tay thật lớn để chúc kỷ niệm 3 năm ban nhạc Hết Lời. Yeah, ban nhạc. À, hốt là 30 năm sau mình còn quậy vậy anh. Nhưng mà khi mà kỷ niệm một cái celebrate một cái như vậy thì phải thật là vui phải không? Mà đêm nay là đêm gì? Dạ vũ thần tiên. Vậy thì mời quý vị gặp hai cô tiên mình dạ vũ cùng với nhau. Như Loan. Xin mời cô tiên Như Loan lên sân khấu. Yeah. Bây giờ để chúc mừng celebrate 3 năm cho nhà Headline thì Hồ Lệ Thu và Như Loan. Một lần nữa Như Loan xin lại kính chào quý vị. Quậy quá, quậy quá. Quý vị ơi, đã say xỉn gì chưa ạ? À, chị Hồ Lệ Thu hát bài Để Ta Say. Mà quý vị mà không say mà để Hồ Lệ Thu say kỳ lắm. Anh quý vị say xỉn gì chưa ạ? Bây giờ anh say rồi phải không? Anh nào mà khéo ăn khéo nói thế nhở? Say rồi bây giờ nhảy nhá. Tôi thấy Như Loan lên sân khấu là nha. Say thế nhở? Bây giờ Hồ Lệ Thu và Như Loan sẽ chúc mừng hát live. Yeah, vậy hát bài này và cho mời quý vị ra cùng chung vui với một liên khúc Take No. Come on now. Sàn nhảy qua vũ điệu techno. Khi nào ban nhạc thấy quý vị ra sàn nhảy cho đông đủ mới lên. Người đã cho em được
chị hồi nãy nhớ. Kính thưa quý vị, hôm nay là dạ vũ thần tiên. Mà quý vị có nhiều người hỏi anh Đỏ là thần tiên là gì. Anh Đỏ nói là có hai cô tiên. Bây giờ quý vị có muốn biết ai là thần không? Yeah. Bây giờ hai cô tiên vậy rồi. Bây giờ sẽ đến một ông thần đèn. Một ông thần đèn. Xin mời. Xin quý vị một tràng vỗ tay thật là nồng nhiệt để đón chào nam ca sĩ Lam Trường. Come on.